Xin kính chào các bác. Ở video này xin giới thiệu các bác một chiếc âm ly Fisher. Em sẽ test âm thanh chiếc âm ly này giá 7.800.000 đồng. Thì bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi các bác. Đó, vừa nãy thì có khoảng 6-7 bác khách đến nhà em, và ngồi anh em ngồi chém gió với nhau đến tận 11 giờ đêm. Đó, các bác đã có những sản phẩm mang về. Thì tiện thể em sẽ quay luôn video một chiếc âm ly đánh loa bốt rất hay các bác nhé. Những dòng bốt 501, thậm chí 601, 301, 6.2, 4.2 đánh cực kỳ hay luôn. Đó, chiếc âm ly Fisher em có một chiếc luôn, 1052. Em có hai chiếc, em bán một chiếc rồi, còn em còn một chiếc nữa, 7.800.000 đồng. Chiếc âm ly Fisher này FM 1.8, công suất 230W, chạy điện 120V, dòng Made in USA, dòng âm ly Mỹ, lâu lớt, bát chét, ba lăng AB+B, 4-16 ohm. Tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Hồi gỗ đây các bác. Thì em sẽ mở các bác test âm thanh các bác nghe thử. Các bác lưu ý là chiếc âm ly này đánh loa bốt rất hay các bác nhé. Vừa nãy mấy anh em cùng thẩm âm nghe hay quá nên là em sẽ quay video luôn. Em định là ngày hôm nay không lên video, bởi vì là ngày hôm nay cũng rất nhiều bác khách đến nhà em, nên là cũng tiếp khách khá là mệt, khản cổ họng, cũng không có thời gian để mà quay video. Nhưng mà ở video này em xin test nhanh chiếc âm ly đánh loa bốt cho bác chơi nhé. Giá 7.800, size 45. Đó, bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Đây là đôi loa bốt 201 series 4, công suất 120W trên một thùng. Đôi loa này các bác có thể nghe nhạc chuyên sâu bằng những chiếc âm ly kiểu như vậy. Nghe rất hay các bác. Tiếng dép nó rất là hay các bác. Chiếc âm ly giá 7.800.000 và đôi loa giá 4.800.000. Các bác lưu ý giúp em là đây là đôi loa bốt 201 series 4, sử dụng bát 18, gân vải tẩm dầu. Đôi loa này quá nổi tiếng rồi, đẹp xuất sắc như mới. Đây là A căng của nó đây. Đó các bác. Đôi loa này các bác có thể sử dụng nghe nhạc chuyên sâu nếu các bác ghép vào chiếc âm ly Sansui 205 phía trên, hoặc chiếc âm ly Fisher ở phía dưới. Chiếc âm ly phía trên là 2.000.000 và chiếc âm ly Fisher giá 7.800.000. Dòng âm ly Fisher này công suất khủng, đánh vào tất cả các dòng loa bốt đều hay, kể cả 601 luôn. Bây giờ mời các bác cùng nghe thử. Tiếp tục nghe, em sẽ xin tạm dừng video clip tại đây luôn. Bắt đầu có nhu cầu lấy thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại trên.
test nhanh các bác nửa đêm cũng không dám mở to các bác ạ. Đánh vào la bút như vậy nghe rất êm các bác.